Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học thi quốc tịch Mỹ của chúng tôi hôm nay. Các bạn ạ, điền đơn N400, đơn xin thi quốc tịch Mỹ là một bước rất quan trọng trong quá trình nhập quốc tịch. Để điền được đơn này, các bạn phải đọc và hiểu được toàn bộ nghĩa của các từ trong đơn đó. Vì vậy, trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn nghĩa của một số từ vựng quan trọng trong đơn N400 để giúp các bạn điền đơn chính xác, cũng như trả lời các câu hỏi tại buổi phỏng vấn nhập quốc tịch. Permanent, thường trú hoặc là cư trú lâu dài. Resident, cư dân. Spouse, chồng hoặc là vợ. Military, lực lượng quân đội. Current legal name, tên pháp lý hiện tại. Gender, giới tính. Date of birth, ngày sinh. Country of birth, quốc gia nơi được sinh ra. Country of citizenship or nationality, quốc tịch. Developmental disability, khuyết tật về phát triển. Physical disability, khuyết tật về thể chất. Mental impairment, suy giảm tinh thần. Accommodation, chỗ ở hoặc là nơi ở. Interpreter, thông dịch viên hoặc là người phiên dịch. Blind, mù. Daytime, ban ngày. During, trong suốt một khoảng thời gian. Location, địa điểm. Current, hiện tại. Apartment, chung cư. Suite, số căn hộ. Floor, tầng. Information about, thông tin về. Parents, cha mẹ. Ethnicity, dân tộc. Hispanic or Latino, Tây Ban Nha hoặc là Latin. Race, chủng tộc.
White. Người da trắng. Asian. Người châu Á. Black or African American. Người da đen hoặc là châu Phi. American Indian or Alaska Native. Người Mỹ da đỏ hoặc gốc Alaska, tức là người Mỹ bản địa. Native Hawaiian or other Pacific Islander. Thổ dân Hawaii hoặc đảo Thái Bình Dương. Hazel. Nâu đỏ. Maroon. Nâu sẫm. Sandy. Màu cát, tức là giữa màu vàng và màu đỏ. Employment. Có việc làm. Unemployment. Thất nghiệp. Occupation. Nghề nghiệp. Total. Tổng hoặc là toàn bộ. Outside the United States. Bên ngoài nước Mỹ. Marital status. Tình trạng hôn nhân, tức là kết hôn, ly hôn hoặc là độc thân. Widowed. Quá phụ. Separated. Ly thân. Annulled. Bị hủy bỏ. Current home address. Địa chỉ nhà hiện tại. End. Kết thúc. Immigration. Nhập cư. Prior. Trước đây. Deceased. Chết. Missing. Mất tích. Stepchildren. Con riêng. Adopted children. Con nuôi. Have you ever? Bạn đã từng. Claim to be a US citizen. Tự nhận là công dân Mỹ. Registered. Đăng ký. Vote. Bầu cử hoặc là bỏ phiếu. Hereditary. Thừa kế.
Title. Chức tước hay là danh hiệu. Nobility. Quý tộc. Order of Nobility. Thành viên của hoàng gia hay là tầng lớp quý tộc. Inherited titles. Tước hiệu được thừa kế. Declared legally incompetent. Pháp lý công nhận không đủ năng lực. Confined. Bị quản chế. Mental institution. Bệnh viện tâm thần. Overdue. Quá hạn. Oh. Nợ hay là thiếu. Not filed a federal, states, or local tax return. Không nộp đơn khai thuế liên bang, tiểu bang hoặc là địa phương. Non-US resident. Không phải là cư dân Mỹ. Member. Thành viên. Involve. Liên quan đến hoặc là tham gia vào. Associate. Liên kết hay là liên hệ. Organization, association, fund, foundation, party, club, society. Tổ chức, hiệp hội, quỹ, tổ chức tài trợ, đảng phái, câu lạc bộ, đoàn thể. Communist Party. Đảng Cộng sản. Totalitarian. Đảng độc tài. Terrorist organization. Tổ chức khủng bố. Advocated. Ủng hộ. Overthrow. Lật đổ. Persecuted. Bức hại. Nazi. Phát xít. Aligned with. Liên minh. Unit. Đơn vị hay là khối. Paramilitary unit. Đơn vị bán quân sự. Self-defense unit. Đơn vị tự vệ. Vigilante unit. Đơn vị cảnh vệ. Camp. Trại.
Extermination camp. Trại tử hình. Concentration camp. Trại tập trung. Prisoner. Tù nhân. Labor camp. Trại lao động. Transit camp. Trại chuyển tiếp. Genocide. Diệt chủng. Torture. Tra tấn. Rebel group. Nhóm nổi dậy. Guerrilla group. Nhóm du kích. Militia. Dân quân. Insurgent organization. Tổ chức nổi dậy. Weapon. Vũ khí. Prison or jail. Nhà tù hoặc là khám đường. Training. Huấn luyện. Recruit. Tuyển dụng. Enlist. Gia nhập. Conscript. Ép buộc. Combat. Chiến đấu. Sealed. Niêm phong. Expunged. Bị xóa. Disclose. Tiết lộ. Judge. Thẩm phán. Attorney. Luật sư. Committed a crime or offense. Thực hiện một tội ác hoặc là phạm tội. Offense. Một hành động trái pháp luật. Assisted. Hỗ trợ. Attempted. Cố gắng. Arrested. Bị bắt giữ. Cited. Bị phạt. Detained. Bị giam giữ. Charged. Bị buộc tội. Convicted.
bị kết án. Alternative sentencing. Chương trình kết án thay thế. Rehabilitative program. Chương trình phục hồi chức năng. Diversion. Chuyển hướng, tức là tội phạm tham gia một chương trình giúp họ tránh bị kết tội. Deferred. Trì hoãn. Prosecution. Truy tố. Adjudication. Xét xử. Suspended sentence. Án treo. Probation. Quản chế, tức là tạm tha có theo dõi. Paroled. Tạm tha sau khi đã hứa sửa chữa. Outcome or disposition. Kết quả cuối cùng. Habitual drunkard. Nghiện rượu. Prostitute. Mại dâm. Procured. Môi giới mại dâm. Smuggled. Buôn lậu. Drugs. Thuốc. Narcotics. Ma túy. Benefit. Lợi ích hoặc là quyền lợi. Gambled. Đánh bạc. Gamble illegally. Đánh bạc bất hợp pháp. Failed. Không làm được gì đó. Dependence. Người phụ thuộc. Alimony. Tiền trợ cấp cho người phụ thuộc. Misrepresentation. Xuyên tạc sự thật hay là nói dối. Fraudulent. Lừa dối. Removed, excluded, deported. Bị loại bỏ, loại trừ, trục xuất. Rescission. Sự hủy bỏ tình trạng thường trú nhân hợp pháp. Deploy. Chuyển quân. Vessel. Tàu thủy lớn. Stationed.
đóng quân. Court-martialed. Xử ở tòa án quân sự. Disciplined. Kỷ luật. Honorable discharge. Giải ngũ trong danh dự. Alien. Người nước ngoài. Drafted. Bắt quân dịch, tức là bắt phải phục vụ trong quân đội. Exemption. Sự miễn trừ. Deserted. Đảo ngũ. Non-immigrant. Không định cư. Selective service system. Cơ quan tuyển chọn quân sự. Oath of allegiance. Tuyên thệ trung thành. Bear arms. Cầm vũ khí để chiến đấu. Non-combatant. Không tham gia chiến đấu bằng vũ khí. Non-combatant service. Nhiệm vụ chiến đấu mà không sử dụng vũ khí, ví dụ như là y tá ở chiến trường. Civilian. Dân thường. Perform work of nation importance. Làm những công việc quan trọng của đất nước, ví dụ như là giúp đỡ mọi người khi thiên tai, động đất, sóng thần. Preparer. Người chuẩn bị. Unaltered. Không sửa đổi. Certify. Chứng nhận. Penalty. Hình phạt. Perjury. Khai man. Accredited. Được công nhận. On behalf of. Đại diện cho. Consent. Sự cho phép hay là sự đồng ý. Swear. Thề. Contents. Nội dung. Evidence. Bằng chứng. Renunciation. Chính thức từ bỏ. Renounce. Từ bỏ danh hiệu hay là tước hiệu. Heretofore. Trước đây.
Abjure. Hứa sẽ từ bỏ. Fidelity. Lòng trung thành. Potentate. Đức vua chuyên chế. Sovereignty. Chủ quyền. Enemies. Kẻ thù. Evasion. Né tránh. Như vậy là chúng tôi vừa giải thích cho các bạn một số từ vựng quan trọng để giúp các bạn đọc hiểu và điền đơn N400 được chính xác. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi và hy vọng với video này chúng tôi có thể giúp các bạn phần nào trong quá trình chuẩn bị để có thể trở thành công dân Mỹ.